Thì em quay mọi người, mai mọi người quay lại em nha. Đây bà lão đây hả? Sao bà lão đẹp vậy? Đâu bà nào? À bà trong này hả? À đây bà này. Có trải nghiệm không ạ? Có trải nghiệm. Xin được chào khán giả của Check In Việt Nam. Hồng Phúc đang có mặt tại Nam Định. Từ con nào chứ con không thấy con nào trên đây. Hôm nay là có rất nhiều cho Nam Định, cũng có nhiều mấy. Hôm nay lạnh quá. Thính một cái gạo của Nam Định đó. Thái hậu nó làm dậy cái mùi liền lập tức. Cái lá sung thì nó thanh hơn một tí xíu. Và cái mùi gừng nó thơm. The sound needed for innovation. Tiền không quan trọng với con, có nghĩa việc nhiều ít tiền không ảnh hưởng tâm lý của con. Nhiều tiền con cũng không lấy làm quá thích, mà ít tiền thì cũng chẳng bao giờ. Người ta có tiền nhiều trong túi thì nhảy cẩu lên như con là bình thường. Con không phụ thuộc đồng tiền, làm ra đồng tiền thì con rất quý, nhưng con không tham đồng tiền của người ta. Nhưng có một điều rất hay, người ta không thể lấy đồng tiền phụ thuộc được con. Có một điều rất hay là đồng tiền vào túi con rồi không phải ai thích ai muốn cũng được đâu. Người ta thiếu, người ta cần, giúp ai có ý nghĩa cho con giúp, người ta lợi dụng một chung của con được. Con có cái một phước rất lớn mà ai cũng ao ước là có cuộc sống tình duyên rất đẹp ngoan. Có con cái hiền ngoan và có gia đình hạnh phúc. Có cái này thì là có tất cả. Mà có tất cả không có cái này là bỏ với con. Con cả không hiền ngoan của mình hết, vợ chồng không hạnh phúc thì ta là người lạc nhà. Nhưng con lại có tất cả. Chúc mừng con. Chứ bà lão đâu có biết gì mình đâu. Không biết đâu mà. Tại vì nó lên bài mà, nó lên bài thì là nó bài nó thể hiện mà. Em thì em không biết chính xác. Dạ. Tại cái gương mặt em nó cũng thánh thiện á anh. Hả? Ăn gì đây em? À. hang sói chị. Hang cáo, hang sói vậy đó, hang cáo. Ôi ôi. Xin tiết rơi nha. Tuyết rơi. Đẹp quá. Tuyết rơi. Không sao đâu, sạch mà. Nước rửa chén, Bây giờ mình đi tham quan một vòng xong chút mình lên. Ok. Phúc đứng ở trên kia thấy một anh cầm cái vòi xịt của xe máy, xe ô tô rửa xe.
lúc rửa xe lúc đánh răng. Bọt. Thằng Nguyễn Phong, không sao đâu, không sao đâu, nước rửa chén mà. Phòng chó. Nhờ vậy em có học với Huỳnh không ha? Kệ chứ. Dám chơi thì mới có hình đẹp chứ. Bây giờ nắng giờ mới đẹp nè. Mê nha, tôi mê bà lão nha. Đây mê nhất bà lão nha. Có quý nhân đây, quý nhân đây. Thì bà nói là em không làm người ác được mà. Bà nói là em không làm người ác được. Mê bà lão nha mọi người, mê bà lão nha. Tôi sẽ quay trở lại. Không, coi lần lần nữa chị. Lâu lâu coi. Ừ, cũng được nhiều. Quá. Bằng quay lại bằng tưng ta rưng ta rưng lên cái đời này mọi người, quá đẹp luôn không, cảnh rất là nên thơ luôn. Trời ơi, chưa hết tập luôn, tập này là chắc 8 tiếng. Đẹp đó anh hả, nguyên bộ đồ trắng nữa là trời ơi công tử. Trời. Qua suối ma rồi, qua suối khác nữa hả? Cho nó trải nghiệm cái này. Cái này hay đấy. Cho Phúc trải nghiệm cái này. Được. Nó hồi hộp một tí chẳng hạn thế. Đúng rồi. Phúc cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Không phải cái này chú có cần hỗ trợ gì không, ví dụ như chơi trò chơi bị khác ngầu hiểm à? Hôm nay thì mới chưa hôm nay mới ngày mai có chú quay, mai có chú quay. Cảm ơn nhá. Không vậy thì cái này là mai mà quần đùi hả? Ờ, mà hay đồ bơi sóc hay là gì đấy. Ừ, đồ bơi đó, quần bơi. Ừ, cũng được. Ở trong tôi lúc chơi thì mình cởi ra còn mặc vẫn quần dài. Đồ bơi nó lộ hàng. Sóc quần đồ bơi vẫn quần tới đây mà, cả bộ có tay dài đúng không mà. Cái bộ đồ bơi của em là vẫn có tay nguyên bộ luôn anh, em có nghĩa là mặc sẵn thì khi mà ấy mình cởi ra thôi mà hình nó không có một bọc. Có hình của một bọc không anh, có rồi mới phải là có caro. Chị Hồng đang muốn mà. Đẹp không này, đẹp không này. Đẹp này, đứng yên. Nhìn đây. Em xin anh uống rượu phải không? Uống rượu. Em xin anh là nướng thịt uống rượu hả? Đấy. Mê trong tỉnh thức. Ngày nay có vui không bởi dăm chiêu rác hổ danh rồng. Có những thắng hơn lòng bỗng thẹ, lắm phen lùi bước lại thanh cao. Quay lại thấy mọi người đi hết trơn rồi, hết hồn. Đẹp quá. Đó, đi thật là chậm để mọi người nhìn máy, cố gắng không rung lắc với cầm bằng tay á mọi người. Thấy bài thơ NQP của Đông Quốc Phong mà. Ghê vậy. À là mình ăn trong này đúng không? Mai mình ăn trong này phải không em? Đấy. Ok. Một góc vườn, góc cây xanh này xếp với cái đá là rất đẹp. Là cái nhà sàn văn hóa. Bạn Đông Quốc Phong làm thơ này.
vào rừng ngắm cảnh thông dong, thả hồn theo gió nhẹ lòng đó đây. Biết rồi thân tựa áng mây, đến đây che nắng đặng chiều tự tan. Nắng lại không đẹp. Cuối cùng hàng Hồng sẽ lấy Hồng sẽ lấy hình của em. Quá đẹp luôn. Wow. Trời ơi, đã chưa mọi người, lúc lắc lắc lắc. Mà sẽ quay bên trên tầng lầu đây nha. Em mơ đừng khóc bông tôi, trước mắt sẽ bắt em đi. Những hoạt động và thể thao trên nước. Mới đừng lo em, gió tương lai vượt tóc. Đã quá. Hả? Đi Pi Đà Lạt chưa, đi Pi Li thì chưa phải là đi Đà Lạt. Đúng rồi. Đúng không? Tuy là mới làm nhưng mà rất là thiên nhiên và rất đẹp, chất lượng. Toàn cảnh đẹp đã check in, check in là đây đúng luôn rồi đó. Cảm ơn con. Đây, check in là đúng luôn, quá đẹp luôn nha. Ồ đẹp quá, đẹp quá Hồng ơi. Chụp. Quá đẹp mà. Có nắng riết. Còn mấy tụi nhỏ tới đây là mê. Nhưng mà mốt đông là trang trúc ấy. Bây giờ vắng vắng thì chị ok quá, nhưng mà đông quá là vừa phải đúng không? Chia từng tốp tốp. Chứ mà trang chút nhau là hơi bị vào đâu. Đây, những ai có bé nhỏ thì có khu chơi luôn nhá. Trời ơi, tha hồ vật vã cho các bé. Đây nè, có em bé nhỏ vào đây chơi tha hồ nha. Đấy.